Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Linh, năm nay em 27 tuổi. Em là chuyên viên văn thể của công ty Vineco thuộc tập đoàn Vingroup. Quê em ở đâu? Dạ vâng, quê em ở Quảng Trị. Quê ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả và chào bạn bên kia. Mình tên là Trần Duy Cương, nay mình 37 tuổi. Mình là sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay mình làm trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Seoul ạ. 37 tuổi hả bạn? 37 nói cho vui thôi, chứ thật sự qua đây nhìn là biết à, cao lắm 26, 7 vậy à. Rồi, mình giới thiệu một chút về bản thân đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cái ưu điểm thì em tự nhận thấy mình là một người khá là nghiêm túc, trung thực, sống có trách nhiệm. Và em là người yêu thích công việc. Thì hồi xưa thì em học song song hai trường, vừa đại học vừa học trường múa. Rồi sau rồi em học thêm cao học nữa. Thì trong năm nay sẽ tốt nghiệp luận văn thạc sĩ. Thạc sĩ về ngành nào em? Ngành quản lý văn hóa. Còn nhược điểm của em thì nhiều người nhận xét em là một người hơi khó tính. Có một chút nóng tính và hơi nam bướng chút xíu. Em sẽ cố gắng sẽ khắc phục những cái tính cách đó. Nếu mà em gặp được một người mà có thể, một là chịu được em, tức là giúp em nhu lại được. Hai là chịu được em, tức là cảm thấy là chấp nhận được tính cách đó của em. Phải trị được em và phải chịu được em nha anh Cương. Dạ. Mấy người làm quản lý nhà hàng khách sạn là nhẫn nại lắm, đừng có lo. Nào Cương, em hãy nói gì với bên đó đi. Thì điểm mạnh của em thì là tính tình em hiền lành, dễ chịu nhưng mà không có dễ dãi. Em thì sống suy nghĩ theo mọi hướng theo tích cực, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, kiểu hướng làm người gia đình. Điểm của em thì dễ bị đỏ mặt khi các bạn nữ hay chọc. Nãy giờ đỏ chưa anh Linh? Hơi đỏ đỏ thôi, chừng nào gặp bạn nữ bên kia mới đỏ. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì có 2 mối tình, nhưng mà không mối tình nào vượt quá được 1 năm cả. Do là số em toàn là quen những người rất là xa, 3-4 tháng, nửa năm gặp nhau có 1-2 lần. Cứ yêu nhau qua tin nhắn điện thoại không thì cảm thấy hơi không ổn rồi. Rồi, anh Cương thì có mấy mối tình rồi anh? Thì hồi trẻ cách đây 10 năm thì cũng có một mối tình. Hồi trẻ đó hả? Ý là già già lắm rồi. Còn trẻ mà giờ vẫn trẻ. Mối tình hồi xưa bỏ qua đi, mối tình mới đây nè. Không, cũng là mối tình hồi xưa thôi. Mối tình mới đây cũng là mối tình hồi xưa luôn. Dạ. Là một mối tình một thôi. Dạ. Mối tình ngày xưa đó lâu không? 2 năm ạ. Ủa vậy 10 năm nay sao ở không vậy anh? Thì thực sự ra có một ý điểm của em nữa là em lười đi chơi, lười ra ngoài, thường đi làm ở nhà, nên dẫn đến là lười quen bạn gái luôn. Lười quen bạn gái? Trời ơi, giờ đó giờ tôi mới nghe câu này đó. Ủa rồi mà có thích con gái không? Dạ bình thường chị. Bình thường không có thích luôn. Không, nghĩ là trai bình thường. À trai bình thường hả? Em ơi, em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu người em là những tên dịu dàng. Dịu dàng. Biết quan tâm, biết chia sẻ. Quan tâm, chia sẻ, biết chăm lo gia đình. Đơn giản vậy thôi hả? Chiều cao thấp. Về ngoại hình thì thích bạn gái ngoại hình thì dễ nhìn. Chân không dài lắm, chỉ cần cao 1m55 đến cỡ 1m62 thôi. Chân không dài lắm. Còn gì nữa không em? Dạ không chị. Sao bên đó chân có dài lắm không? Dạ chân chắc là đủ tiêu chuẩn, không dài lắm rồi ạ. Em thì em đặt mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Thì người yêu lý tưởng thì em cũng không có cái mẫu hình nào cả. Nhưng mà em chỉ mong muốn một người đàn ông có tính chất điềm tĩnh, chín chắn, có sự nghiệp ổn định và sống có trách nhiệm. Dạ, chỉ đơn giản như thế thôi. Còn về ngoại hình thì em muốn một người cao hơn em. Nếu mà cao được 1m7 trở lên thì càng tốt. Khỏe mạnh, thích tập thể thao. Bên kia có chơi thể thao gì không anh Cương? Dạ có, sáng chạy bộ công viên. Dạ, chơi thể thao hoành tráng quá ha. Rồi, anh thấy hai người đưa ra cái hình mẫu thấy cũng được được. Bên đây là hình như là hoàn thiện hết. Bên đây là mẫu người gia đình luôn rồi. Để anh xem coi. Dễ thương quá. Dạ anh ạ. Em, nhưng mà nãy giờ em nói nhanh quá. Em có khắc phục được cái chuyện nói nhanh không? Dạ đúng rồi, em sẽ cố gắng khắc phục. Em thích gì ở người đàn ông? Em thích một người sống có trách nhiệm và thông cảm được với công việc của em hiện tại. Anh ở đây có trách nhiệm á, anh thấy là ổn đó. Căn bản là thông cảm được với nghề nghiệp của em. Thông cảm nghề nghiệp, anh ít nói, làm nhiều được trên á. Ít nói, tại nó vậy dễ hơn rồi. Cái điều nữa là em không thích gì người đàn ông. Em không thích một người quá kỹ tính. Kỹ tính hả? Kỹ tính như là hơi tính toán tiền bạc, hơi chi li sạch sẽ quá, cái gì quá là thấy em không sống được. Tại vì em tính em hơi thoải mái, em không có thích một người quá kỹ thì em sẽ bị xăm soi, em cảm thấy là không tự tin. Cái kỹ tính đó ha. Dạ. Ông mà kỹ tính quá cũng giống đàn bà. Vậy cái này được, để anh hỏi anh coi sao nha. Dạ. Rồi được lắm á. Nhưng mà nãy cổ nói là cổ không thích người kỹ tính, có không? Không, em làm lĩnh vực khách sạn nhà hàng là cũng rất là thoải mái, đi dịch vụ, đi tất cả ăn uống hay rất là thoải mái. Em có gia trưởng không?
Dạ không, em đâu có, em chỉ là con trưởng chứ không gia trưởng. Em có muốn ngoài cái cao 1m7 em còn muốn cái gì nữa không? Về ngoại hình, về gia cảnh. Dạ. Có đưa mẫu người lý tưởng nào không? Được, em đưa cao quá thì làm nào? Thì mình cứ đưa đi, còn cái chuyện được hay không là còn tùy nữa. Dạ, em thì hay thần tượng một người đàn ông mà vừa vì sự nghiệp, vừa vì vợ, vừa vì gia đình ấy, thì là có David Beckham. Hơi cao quá em. David Beckham hả? Chị. Wow, 37 tuổi mà cũng còn trời, ngon lành ha. Trời. Nãy anh nói hay mà qua nhìn thôi, không bao giờ biết 37, em tưởng là 47 á. Quên, 27. Bạn có ngại nếu như người vợ mình là một cái người học cao hơn mình không? Hoặc là lập gia đình rồi vẫn cứ đi học, sanh con đẻ cái rồi vẫn muốn học thêm? Thì ở đó em cũng quan trọng, nếu mà bạn đó cân bằng được việc học, việc làm và gia đình, nếu cân bằng được mọi thứ thì em cũng sẽ ủng hộ. Ủng hộ ha? Dạ. Yeah. Nhiều đó thôi. Đẹp trai lắm em, có nhà cửa ổn định. Anh nói với em nghe, bên đó cao học, bên đây học hơi cao luôn em. Em khoe liền em. Em mới học ở đâu về khoe luôn? Mới học ở Úc về đó. Bằng gì em? Master. Master Úc về đó cưng. Đừng có giỡn, bên đó cao học, bên đây là học cao. Có nhiều người chồng á là học cao nhưng mà không muốn vợ mình học cao. Hiểu không? Ở đây ý em đang nói vậy chứ đâu có chê nhà trai đâu. Tôi khen nhà trai nãy giờ. Nhà trai hơi bị ngon ha. Ngon. Rồi bây giờ để người nhà mình nhận xét. Hôm nay em có đi với người nhà không? Dạ, hiện em có đi với anh trai ruột của em ạ. Anh ruột. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các anh chị ở trong trường quay. Anh nhận xét, vài lời nhận xét đi. Theo cái cảm nhận của người đàn ông từng trải như anh thì anh thấy anh này cũng khá là tốt. Nếu mà anh 10 điểm thì anh này ít nhất cũng phải 8 điểm. Oh, 10 điểm mà anh trai mà chấm 8 điểm là xuất sắc rồi, cảm ơn anh. Em trai, đi với ai? Em đi với ba mẹ em. À, xin chào hai bác. Dạ, chào hai bác. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Cát Tường. Dạ. Chào toàn bộ khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Cương. Bạn gái bên này thì thấy cũng xinh xắn, óc dáng cũng mảnh mai, mà công ăn việc làm cũng có chí học hành này kia. Nói chung là nếu mà tôi được quyền có cái nút bấm nữa, yeah, thì chắc là tôi bấm nữa. Nhưng mà bởi vì là mình không được quyền thì thôi để cho hai cháu tùy duyên. Cương thì nói thực ra đó, nó nhát gái. Thành ra chắc là cái này chắc phải nhờ anh Quyền Linh là nó là dạy cho vài chiêu. Để con lo bác. Bác yên tâm. Chào hỏi hai bác. Chào bác trai và chào bác gái ạ. Dạ. Con cảm ơn những cái lời nhận xét rất là tốt của các bác dành cho con. Hiện tại thì con cũng nhờ sự kết hợp của chương trình thì mới được gặp các bác và gặp anh ở đây. Thì cũng hy vọng nếu như mà có duyên thì mình sẽ tới, còn nếu như mà không có duyên thì mình cũng có cơ hội khác và được làm bạn ạ. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, bác trai có ý kiến gì không ạ? Ngày xưa bác có bắt cua bắt gái là bác có nhát không? Nhát nhưng mà thấy là phải quyết tâm. À đó, lần đầu thì nhát nhưng mà sao đấy, sợ mất phải quyết tâm bám đó. Dạ, thấy chưa Cương? Cảm ơn hai bác ạ. Phải học ba mình, nhát thì nhát nhưng quyết tâm nha. Dạ. Chuẩn bị màn lên. Ba mẹ là nhấn nút rồi đó. Nào. Anh có quà tặng em. Em cảm ơn. Nãy giờ em nghe tiếng mà chưa thấy hình, giờ thấy hình rồi em có cảm nhận gì không? Dạ, em giờ anh hỏi em cảm nhận hơi khó, bây giờ mình hỏi chuyện nhau biết được chưa ạ? Rồi. Đó, sở thích gì đó hỏi đi. Dạ, anh có thích đi du lịch không? Anh cũng có thích nhưng mà cũng ít đi. Ít đi à? Nhưng mà một người như em hay đi du lịch rồi hay đi đây đi đó thì anh ở nhà. Nếu như anh ít đi thì anh có cảm thấy khó nếu chịu không? Ai đó sẽ kéo anh đi thì anh sẽ đi. Dạ, trước đây em cũng quen nhiều người nhưng cũng khó. Những người tìm hiểu em á, thì người ta khi biết công việc của em thì cũng cảm thấy khó thông cảm lắm. Nên là nếu mà anh thông cảm được thì em cảm thấy rất cảm ơn. Như em nói là công việc em khá là bận. Thường thường nếu mà hẹn hò thì em sẽ sắp xếp như thế nào? Dạ, khi mà nếu như mà hẹn hò thì khi mà mình không bao giờ nói bận với hẹn hò cả. Nhưng mà sẽ không phải là ngày nào cũng gặp nhau thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mình có thể một tuần gặp nhau vài lần, nhắn tin điện thoại thì ngày nào cũng nhắn tin như thế là đủ rồi. Mỗi người một câu nữa, chúng ta sẽ tiến hành đến cái việc bấm nút hay không bấm nút. Em chỉ hỏi một câu thôi là năm nay anh 37 tuổi rồi. Thế tại sao lại trong quá trình dài như thế anh lại không quen được ai mà rồi đến bây giờ? Có những lý do ha. Một số trường hợp mà khi anh định quen á thì có thể là người đó lại có bạn trai rồi. Một số trường hợp quen á thì thấy anh thấy hơi khó quá, mình bỏ qua, với lại không chủ động tiếp tục
ta theo đó. Khổ khó bỏ qua là sao anh? Tức là anh hạn như anh thấy có vẻ người ta không đáp lại hay gì đó, thấy có dấu hiệu là anh cũng dừng liền, anh không chủ động tiếp theo. Tức là anh hay bị kiểu theo tình chạy á, chạy tình theo nên anh quyết định là đứng yên luôn. Tới bài là anh mà luôn. Theo mà không bật đèn xanh là anh lui luôn đó. Anh không có chịu khó, nói chung đúng là không được nhẫn nại. Đúng rồi, không có được nhẫn nại. Đúng là không có chủ động, không kiên nhẫn. Đó là một cái khuyết điểm. Rồi, hết thời gian. Thích ai là mình phải tới tấn công cho bằng được chứ. Bây giờ là chúng ta đã nói chuyện về nhau rồi, hiểu về nhau rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại để xem con tim có rung động thật hay không. Suy nghĩ kỹ nha hai em. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Cả hai đều không bấm. Tại sao? Công nhận là đôi trai tài gái sắc thật á. Tôi nghĩ rằng là hai bạn sẽ bấm chứ. Anh cũng nghĩ sẽ bấm. Hơi bất ngờ. Bạn gái nói trước đi, lý do tại sao bạn không bấm? Em thứ nhất là cần nhiều thời gian để suy nghĩ, với thứ hai là anh nói là em chưa được chủ động và chưa được kiên nhẫn ý. Thì em cũng thử xem là anh có kiên nhẫn hay không, nhưng mà anh không bấm cho nên cũng chưa kiên nhẫn được với em lắm. Sao bạn Nam? Dạ em thì thấy một số điểm là chưa có vẻ phù hợp lắm. Em sợ là không có thời gian nhiều tìm hiểu để mà tiến xa hơn. Một người thì không được kiên nhẫn nhẫn nại lắm, mặc dù cũng rất là muốn yêu, rất muốn tìm một nửa thương của mình. Một người kia thì cứ gọi là chần chờ, cũng chưa có gọi là bật đèn xanh cho người ta tới. Hai người không ai có một cái sự đúng quyết rồi. Tâm hết. Không ai quyết tâm hết. Trong tình yêu đôi khi chúng ta phải quyết tâm ha các bạn ha. Đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà anh nghĩ rằng các bạn nên bổ sung cho nhau, bổ sung nhiều hơn nữa. Có lúc một tí cơ hội thì mình phải nắm bắt rồi tự động mình phải nuôi dưỡng cái cơ hội đó cho nó lớn, chứ đâu có ai đưa sẵn tới cho mình đâu. Tiếc quá, một đôi trai tài gái sắc đấy. Tiếc lắm, nhưng không sao. Chúng ta vẫn còn câu lạc bộ của bạn mối hẹn hò. Ở đó có hàng trăm, hàng triệu người đang hướng về các bạn và sẵn sàng. Họ đã bấm các bạn đấy. Đừng lo nha. Hy vọng rằng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Mạnh mẽ lên em. Theo anh sẽ tìm cho em một nửa.